Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện ảnh Mai Chi. Thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn một cái bàn bệnh về cái dòng quạt DC 5 giây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục gặp một cái mạch điện của cái máy điều hòa Hitachi. Đây là máy điều hòa Hitachi các bạn nhé. Cũng gặp một cái bàn bệnh liên quan tới cái quạt DC 5 giây. Thế thì đây mình đã kết nối quạt và mạch điện đây rồi. Sau đây mình sẽ cắm điện vào và mình sẽ thử lên cho các bạn xem là cái hiện tượng của cái máy này hôm nay là nó như thế nào. Đó, chạy tít vù lên rồi ngắt. Rồi lại chạy tít vù rồi ngắt. Rồi. Sau 3 lần tít vù thì nó đã ngắt và nó nháy đèn. Báo lỗi ở đây. Thì các bạn sẽ để ý là sau 3 lần tít vù lên thì nó sẽ nháy lỗi ở đây. Nháy lỗi 10 lần. Đấy, Hitachi, các bạn để ý nhá. Lỗi quạt chạy tít vù. Quạt là quạt DC 5 giây, chạy tít vù lên sau 3 lần thì nó ngắt đi và báo lỗi là đèn cam sẽ nháy, đèn timer sẽ nháy 10 lần. Đó, thì các bạn để ý đếm lỗi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lần. Đấy, đèn timer nháy 10 lần. Và sau 3 lần thực hiện quạt quay tít vù và không hoạt động được và nó sẽ nháy lỗi như vậy. Rồi, tạm thời mình rút điện các đã. Thế thì hôm trước ấy thì mình đã chia sẻ cho các bạn ở một cái video clip khác là về cái ban bệnh liên quan tới cái quạt DC của cái máy Panasonic, điều hòa Panasonic. Đây, cái quạt DC của Panasonic đây, cái giắc nó nhỏ hơn, cũng 5 giây nhưng giắc nó nhỏ hơn. Thì nguyên lý điều khiển và hoạt động của cái quạt DC 5 giây ấy thì nó giống nhau. Có điều là một số hãng thì nó gì ví dụ như là Pana mẹ là Samsung hay là quên Pana Sharp LG là cái giắc cắm nó nhỏ như này, và một số hãng khác ví dụ như là hãng Mitsu Heavy hoặc là như Hitachi ở đây chẳng hạn thì các bạn thấy là cái giắc cắm của nó to, đúng không ạ? Giắc cắm nó to hơn. Thế thì nguyên lý hoạt động thì nó giống nhau thôi. Thế thì đối với cái loại về cái ban bệnh của cái máy ở của cái quạt DC 5 giây này á thì nó chỉ có hai cái bệnh chính cơ bản. Đó là gì? Một là không chạy quạt, một là không chạy được quạt đó. Hai là gì? Quạt chạy tít vù rồi thì là ngắt. Cái quạt chạy tít vù không kiểm soát được tốc độ rồi ngắt. Thì như các bạn vừa thấy đó, đó là ban bệnh hôm trước mình chia sẻ là không chạy quạt, còn hôm nay lại gặp phải cái máy khác là ban bệnh là gì? Quạt quay tít vù rồi ngắt. Thì đó là đối với quạt DC 5 giây thì nó chỉ có hai cái ban bệnh đó thôi. Thì đối với cái ban bệnh mà gì quạt không chạy thì chúng ta cần phải kiểm tra nhiệm vụ của chúng ta sửa chữa cái ban bệnh liên quan đến quạt DC này. Đó là nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải xác minh và sàng lọc ra được là gì cái bệnh hư hỏng thuộc về cái quạt hay là thuộc về cái mạch điện. Đó, duy nhất là chúng ta chỉ cần xác minh được là gì cái bệnh đấy nó hư hỏng là thuộc về cái quạt hay là về cái mạch điện. Thế là xong việc. Nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Thì đối với cái ban bệnh mà quạt không chạy thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Thì đối với cái ban bệnh quạt không chạy, để xác định là hư hỏng quạt hay hư hỏng mạch điện thì chúng ta sẽ đo và kiểm tra từng cái điều kiện của từng cái chân làm việc ở trong cái giắc cắm quạt 5 giây này. Thì trong đó là để điều kiện quạt chạy thì chúng ta chỉ cần kiểm tra cho mình là gì ba cái điều kiện căn bản. Đầu tiên đó là nguồn cấp ở hai chân đèn đỏ này, dây cấp nguồn cấp cho khối driver là 15V đó. Rồi thì là nếu quạt không chạy nữa thì chúng ta chỉ cần cùng lắm là chúng ta chỉ kiểm tra đến là gì cái lệnh thay đổi tốc độ quạt thôi, là dây màu vàng thôi. Rồi, thế còn ban bệnh hôm nay là cái ban bệnh mà liên quan đến là quạt chạy này tít vù không kiểm soát tốc độ thì chúng ta sẽ không cần phải kiểm tra cái điều kiện để cho quạt chạy nữa, đó là gì nguồn cấp dây đen đỏ và dây 15V chắc chắn phải có thì quạt mới chạy, đúng không ạ? Mà đối với ban bệnh này thì chúng ta chỉ cần kiểm tra cho mình để xác định là hư hỏng quạt hay hư hỏng mạch điện. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ kiểm tra cho mình là gì? Cái tín hiệu hồi tiếp FB ở cái dây màu xanh này từ cái quạt phản hồi về bộ mạch thì chúng ta sẽ biết được là hư hỏng quạt hay là hư hỏng mạch điện, để từ đó mà chúng ta sẽ sửa chữa cho nhanh, không đi sai hướng.
Rồi thì dần dần các video clip sau này mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhanh vào các vấn đề luôn. Thì có những cái chúng ta sẽ cũng sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu một chút về nguyên lý, bởi vì nếu chúng ta không biết nguyên lý thì mình chia sẻ và giải thích cho anh em thì chúng ta sẽ nắm cái phần ngọn, thì chúng ta sẽ không hiểu được bản chất của cái căn bệnh. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện lại và mình sẽ đo tín hiệu. Thì đối với căn bệnh này thì cái quạt đã chạy được rồi, thì chúng ta không cần kiểm tra nguồn cấp 300V, 15V là nó chắc chắn phải có, nó chạy được đúng không ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra cho mình nguyên cái dây là gì, đen xanh, để chúng ta xem là cái dây FB từ cái quạt này là nó phản hồi về bo mạch nó có tốt hay không. Rồi mình sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ đo cho mình xem là cái dây đen trắng thì là có 15V này, là chắc chắn là có 15V này. À, chúng ta chưa bật máy thì nó chưa đủ này. Chúng ta sẽ đo cho mình dây đen xanh luôn là dây FB. Đó, các bạn đo vào các bạn thấy là thang 10V là đã có khoảng bao nhiêu, khoảng gần chưa đến 4V đúng không ạ? Chúng ta sẽ xoay trục quạt cho mình. Này, các bạn thấy là khi mình xoay là xoay lên này thì được gì? Gần 7V. Vẫn đang lên à? Không về không. Thì cái việc kiểm tra cái sung hen này thực ra nó rất là dễ, thì mình đã chia sẻ cũng có một số video clip mình cũng nói liên quan tới vấn đề kiểm tra sung hen rồi. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn bằng cách là chúng ta cấp điện mà điện cho cái mạch điện, chúng ta sẽ xoay trục quạt và đo ở cái chân thì chân mát và chân FB. Trong cái giác quạt 5 giây chúng ta đo dây đen và dây xanh dương các bạn nhé. Đây mình đang đo dây đen và dây xanh dương đây, chúng ta sẽ xoay trục quạt và chúng ta quan sát cái tín hiệu. Thì đo cái này là giống đo sung hen máy giặt thôi, sung hen là quạt cái sung hen máy giặt thì nó tương tự là ná nhau thôi các bạn nhé. Thì các bạn thấy là gì, khi mình xoay trục quạt này thì là cái điện áp là gì, nó lên khoảng 7V, hơn 7V, lại lên hơn 7V, nó đang lên từ từ và gì, và tụt, khi xoay đi tiếp thì tụt về khoảng dưới 4V, không về được không. Như vậy thì mình sẽ khẳng định cho các bạn luôn đó là cái này là liên quan tới gì, cái sung hen ở trong cái quạt này nó đang hoạt động bất thường. Chính vì thế mà bệnh này thuộc hư hỏng thuộc về cái quạt chứ không phải hư hỏng về cái mạch điện các bạn nhé. Nếu như sung hen chúng ta lên và về không tốt thì là gì, thì là hư hỏng ở mạch điện, thì cái sung hen trong quạt là tốt thì sẽ hư hỏng thuộc về mạch điện. Còn trong trường hợp này chúng ta đo chúng ta thấy như vậy thì chắc chắn là gì, tín hiệu sung hen trong quạt này là gì, đang hoạt động bất thường, thì mình xác định là hư hỏng liên quan tới cái quạt mà không phải liên quan tới mạch điện. Rồi thì đây mình sẽ kiếm một cái quạt khác của hãng khác, mình sẽ cắm vào để mình test thử cho các bạn xem. Thì cái sung hen á, IC hen ở trong cái các cái quạt 6 dây cũng như quạt 5 dây ấy, thì nó sẽ hoạt động ở trên hai cái nguồn cấp cơ bản, đó là một là sử dụng nguồn 5V thì nó sẽ lên 0 về 5, lên 0 về 5. Hai là nó sử dụng là nguồn bằng cái nguồn cấp vào trong cái khối driver này, tức là gì, bằng cái dây nguồn của cái chân màu trắng này, tức là dây 15V. Như vậy là trên thực tế thì ở trên các quạt điều hòa gián lạnh ấy, quạt thông thường, quạt AC ấy, thì mình thấy rằng là nó chỉ sử dụng hai cái loại duy nhất, đó là nguồn 5V và 12V. Tức là một loại là sử dụng nguồn 5V, một loại là sẽ sử dụng nguồn 12V cho cái vấn đề về IC hen, phản hồi tốc độ của cái quạt motor giản lạnh, motor quạt giản lạnh. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành lấy cái quạt của hãng khác, mình sẽ cắm thử để cho các bạn xem. Đây thì đây là cũng là một cái quạt DC 5 dây. Đấy, giác cắm thì nó cơ bản là giống nhau, vị trí dây cũng khá là giống nhau. Thì cái quạt có cái ốp nhựa này là quạt của hãng Mitsubishi Heavy. Đây thì mình so sánh cho các bạn xem là vị trí dây là khá là giống nhau, tương đối đúng nhau đúng không ạ? Hai cái quạt này thì vị trí dây là rất là giống nhau luôn. Đó. Rồi, sau đây thì mình sẽ tiến hành mình bỏ cái quạt này ra. Rồi, mình sẽ tiến hành cắm điện vào. Thì trước khi bật máy chạy thì chúng ta cũng sẽ đo cho mình xem là gì. Khi cái đối với quạt này thì chúng ta sẽ đo dây đen xanh để chúng ta xem là cái tín hiệu phản hồi tốc độ nó là như nào. Ai, cột kim à? Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Là khi chúng ta chưa 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 bật máy chạy, tức là gì?
Chân đen thanh chúng ta đang có là gì? 15V, chúng mình đang dùng thang 50V DC nhá. Thang nguồn là 15V, chúng ta xoay trục này. Các bạn thấy là gì? Nó về không đúng không ạ? Lại 15 này. Về không. 15. Không. 15. Đó. Như vậy là gì? Mình cắm thử một quạt khác để minh chứng cho các bạn biết là chúng ta đo như thế nào để chúng ta xác định được là gì, hư hỏng quạt hay hư hỏng mạch điện. Thì trong cái trường hợp vừa rồi thì mình chia sẻ cho anh em đó là một ban bệnh liên quan hỏng đến hỏng cái motor quạt chứ không phải hỏng mạch điện. Như vậy là chúng ta xác định được đúng hướng, ta sẽ sửa cho chính xác mà không phải mất công đi đào bới cũng như là đi sai hướng. Rồi sau đây mình sẽ bật máy thử để cho các bạn xem là máy có chạy có báo lỗi nữa không. Mình sẽ dùng cái bóng đèn này làm cái dây cấp block luôn, à thay thế block luôn. Đó các bạn thấy nhá, cấp lốc luôn này, mình tắt đi. Bật lại đây. Mình tắt đi bật lại luôn. Đó, nếu như mạch điện không vấn đề gì thì sau khoảng một thời gian nhất định thì nó sẽ cấp điện cho cái motor quạt chạy và block chạy. Chỉ do là mình bấm cái nút bật chạy tự động ở đây cho nên là nó gì, nó sẽ không chạy quạt ngay. Còn nếu các bạn dùng điều khiển thì nó sẽ, nếu các bạn dùng điều khiển để điều khiển thì nó sẽ chạy quạt ngay và đợi khoảng một thời gian nhất định không có lỗi gì thì nó sẽ đóng điện cho block. Do là mình tắt bật bằng phím auto cho nên là nó sẽ phải chờ mất khoảng tầm một thời gian. Khi nào block chạy thì quạt ra lạnh sẽ chạy. Thì thật ra những cái vấn đề này thì mình là do mình sửa chữa nhiều thì các bạn cứ chịu khó để ý thì các bạn sẽ nắm bắt được những cái quy trình hoạt động cũng như là của các cái máy thông thường thôi. Bật bằng phím chạy tự động lâu quá, chắc phải trong vòng tầm khoảng 3 phút. Thì vì chúng ta vừa tắt đi bật lại ngay thì bao giờ nó cũng sẽ không chạy ngay được. Mà nó phải là gì? Nó phải sau một khoảng thời gian chờ đợi nhất định thì nó mới cấp điện đấy. Và thấy quạt chạy này, và lốc chạy. Đó, và các bạn để ý là cái quạt chạy rất là đều đặn đúng không ạ? Quạt chạy rất là từ tốn và đều đặn như này. Rồi, mình tạm thời sẽ rút cái rắc của cái bóng đèn cho đỡ chói. Đó, thì các bạn thấy là gì? Quạt chạy rất là từ tốn đều đặn đúng không ạ? Không tậy tít vù như cái quạt kia đúng không ạ? Như vậy cái căn bệnh này là mình chia sẻ cho các bạn là cách xác định chính xác và nhanh nhất đó là bị hư hỏng liên quan tới cái quạt giật lạnh này. Trường hợp này là hư hỏng cái quạt chứ không phải hư hỏng mạch điện các bạn nhé. Thế thì để giải quyết cái phương án này thì chúng ta sẽ phải thay thế cái quạt khác. Thì vì là cái mạch điện và sung hen là người ta đổ đổ chìm vào trong này, chính vì thế mà chúng ta sẽ không thể sửa chữa được. Đấy. Thế thì
phương án là chúng ta phải thay thế bằng cái quạt khác tương tự, hoặc là chúng ta mua lại quạt chính hãng, hoặc là thay thế một khác một cái quạt tương tự quạt khác. Kể cả các bạn lấy cái quạt của cái máy gì DC của Pana này cũng lắp sang được bạn nhé, Pana LG hay cái gì chúng ta lắp sang được, miễn là chúng ta có thể thì đấu nối đúng cái chân làm nhiệm vụ làm việc, miễn là chúng ta có thể lắp vừa cái khuôn dạng của nó. Thí dụ hai quạt này các bạn thấy là gì, nó rất là vừa nhau đúng không ạ, nó chỉ khác nhau mỗi là gì, trục ngắn với trục dài thôi. Thế thì các bạn thích thì cắt bớt trục, và không các bạn cứ cứ thế lắp vào, thì các bạn lắp vào thì cái trục này nó sẽ gì, nó sẽ chui tọt vào bên trong cái lô gió một chút cũng chả ảnh hưởng gì. Thì nếu mà để mà lai mà quạt hãng khác sang ấy, thì các bạn cứ đúng nhiệm vụ cái chân các bạn nối sang cho mình, ví dụ dây đỏ sang dây đỏ đấy, thì các bạn thấy là vị trí dây là nó khác nhau đấy, nhưng mà nhiệm chức năng nhiệm vụ là nó giống nhau, thì chúng ta chỉ việc là đấu nối cái nhiệm vụ cái dây đúng, ví dụ dây đỏ sang dây đỏ này, đen sang dây cái dây đen này, trắng sang trắng này, vàng sang vàng, xanh sang xanh, thế là xong. Thì hôm khác rảnh rỗi mình sẽ nếu bạn nào chưa nắm được thì mình sẽ làm video chia sẻ cho anh em, khi chúng ta thay thế một cái quạt mà không đúng hãng chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào để nó hoạt động ok. Rồi thế còn cái video clip này thì mục đích mình chia sẻ cho anh em cách xác định làm sao để xác định được là cái bàn bệnh thuộc cái quạt DC 5 giây thì nó hư hỏng quạt hay hư dòng mạch điện, để chúng ta có phương án xử lý cho nó nhanh chóng và chính xác nhất. Và bây giờ thì các bạn thấy là gì, mạch đã chạy ok và không báo lỗi đúng không ạ. Rồi như vậy là chạy ok rồi, và chúng ta chỉ cần thay thế quạt là xong thôi. Rồi, mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải những cái ban bệnh tương tự như cái máy đang sử dụng cái quạt DC 5 giây như này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.